Thực hiện đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt của chính phủ, công ty cổ phần dầu thực vật Tường An phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ nhiều tỉnh thành trên cả nước tổ chức chương trình tư vấn dinh dưỡng cho bé vùng Vioxcha và nhận được sự hưởng ứng ủng hộ của các bậc cha mẹ có con lứa tuổi tiểu học mầm non. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm trang bị cho các bậc cha mẹ những kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con, kiến thức trong việc chế biến bữa ăn giàu chất dinh dưỡng, bổ sung vitamin cho trẻ. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng cung cấp nhiều thông tin bổ ích và chia sẻ kinh nghiệm nuôi dưỡng. Đặc biệt, chương trình còn thực hành hướng dẫn trực tiếp cách chế biến bữa ăn đủ dưỡng chất và phù hợp cho sự phát triển tầm vóc và trí tuệ của trẻ Việt Nam.